tiến tiến cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Sau 41 năm, tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại, chúng ta vẫn có quyết tâm, chúng ta vẫn có tinh thần cùng đồng hành với đồng bào trong nước. Cộng sản Việt Nam càng đàn áp, càng nhu nhược trước Tàu Cộng, đồng bào trong nước càng xuống đường tuần hành, tập thể người Việt tại hải ngoại càng phản đối mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tới lúc này, sự phẫn uất của đồng bào trong nước, sự quyết tâm đoàn kết của tập thể người Việt tại hải ngoại, ly nước phải tràn, chủ nghĩa cộng sản phải bị sụp đổ tại miền Nam. Chúng tôi tin tưởng đồng bào trong nước sẽ xuống đường mãnh liệt hơn nữa. Chúng tôi tin tưởng khát khao, hoài vọng cho tự do, dân chủ cho Việt Nam của tất cả người Việt Nam trên thế giới chúng ta càng mãnh liệt hơn bao giờ hết sau 41 năm. Chúng ta hãy cùng tranh đấu, cùng quyết tâm và hãy đoàn kết cho một tương lai tươi sáng cho Việt Nam. Cảm tạ tất cả quý vị. Freedom for Vietnam! Freedom for Vietnam! Chúng ta thấy thị trường tạo nước trí rất là bình dân, thì mặc một cái áo